Xin chào tất cả các anh chị em, mình tên là Sơn, cũng là Dream Creator. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại YouTube sau một thời gian dài không có bất cứ clip nào. Và thật là bất ngờ, kênh YouTube của mình mặc dù là mình chưa có nhiều thời gian dành cho nó đã chạm mốc 1.000 subscriber. Rất cảm ơn sự quan tâm, rất cảm ơn sự ủng hộ tất cả các anh chị em trong mọi miền tổ quốc, mọi miền của đất nước Việt Nam và các anh chị em ở bên nước ngoài của cộng đồng thế giới. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip trong một cái playlist chuyên về ghi lại cái quá trình setup các bể thủy sinh theo các phong cách khác nhau. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện playlist này bằng những clip setup đa dạng, những phong cách khác nhau, hồ của khách hàng hay là hồ của chính mình hay là hồ để thi hay là tất cả các phong cách khác, từ hồ nano, shallow cho tới các bể lớn hơn, để có thể up lên trên kênh YouTube này và chia sẻ lại quá trình đó cùng với tất cả anh chị em ở đây. Thì mong tất cả anh em cùng ủng hộ, chia sẻ ý kiến và đóng góp hỗ trợ cho khả năng của mình cũng ngày một tốt hơn, và để cho cái cộng đồng và những người yêu thủy sinh lớn nhỏ có thể trở nên sôi tụ và ý nghĩa hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip để setup một bể thủy sinh theo phong cách tối giản minimalism aquarium tank. Thì mình chọn một kích thước bể theo kiểu shallow, tức là không phải kích thước chuẩn. Bể này là bể dài 60, sâu 30 và cao 20 cm. Thì sẽ kết hợp với bộ landscape. Bộ này thì mình đã làm trước đó và sẽ chơi theo kiểu phong cách tối giản, không phân nền, và chỉ sử dụng những sản phẩm sau đây để làm để setup trong ngày hôm nay. Đây là gồm có sỏi suối M, sỏi suối S và cát suối. Thì những sản phẩm này của đối tác Femulay đều đang được cung cấp trong Facebook shop của The Room hoặc là shopee.vn/The Room. Thì các anh chị em có thể sử dụng order hoặc và sử dụng những sản phẩm này để setup cho các sản phẩm, các cái bể thủy sinh của mình theo những phong cách tự như vậy. Thì cái việc mình setup nó sẽ rất là nhanh chóng khi anh chị em order hardscape của The Room, sử dụng những sản phẩm này trong shop của The Room, thì anh chị em sẽ thấy công việc setup của anh chị em hoàn toàn rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nhé.